Nếu Yosuke đã sợ quá và bỏ chạy ra ngoài nhưng không biết đường về thì anh sẽ đi về phía trước trường học, về phía trường học. Từ đây tới đó khoảng 10 phút, nếu không có đường quay về lại, đường quay lại, rất có thể đến Takeru sẽ tới đó. Vậy là chúng ta phải làm sao đây? Ôi, ủa, hai đứa này hai đứa nhóc ở nhà, đéo phải, nó là trên trường. À, đó là thuộc cũng thuộc cái team đó, cũng thuộc cái team đám nhóc ở nhà, nhưng mà nó đang đi học. Nó đang đi học anh em ạ. À. Im lặng thế nhỉ? Mẹ bọn gà chạy ra ngoài rồi. Cũng cức. Ui, Takeru và Yuki đi vào cứu bọn, mau vào cứu bọn nhỏ, bọn em phải trốn vào phòng y tế. Yuri, Takeru đã cậu ấy thôi tèo rồi. Thằng nhỏ tèo rồi. Takeru đã không sao đâu, ổn rồi mà, ổn rồi. Takeru ở trong lớp phải không? Vâng ạ. À. Ok, anh hiểu rồi. Takeru à, mẹ Yuri đến rồi này. Vãi cạn nè. Ủa sao nó bị bưng bứt ra vậy? Con gà đâu? Takeru. Ok, hôm bữa chúng ta đang dừng ở đâu nhỉ? Như sắp đến đoạn chịch nhau hay sao? Tôi có cảm giác là sắp đến đoạn chịch nhau quá. Mình nói không rút thuốc lá, cậu ơi, mình nói không thuốc lá nha, anh em nói không thuốc lá. Yo man, xin lỗi anh em là tôi đọc trên nét chuyện sau đây nha, tôi biết là mấy ông tẩy chay cái web quần què này, nhưng mà các mẹ nói tôi lười chuyển web quá, anh em thông cảm. Đó, đúng rồi. Đó là gì gì đáng lẽ phải xảy ra Takeru. Nhóc nó rất thích chạy nhảy. Nó điên thằng này phải bị điên à. Mà đầu nhỏ không còn chảy máu rồi nhá, vô lý nhá. Người cả cổ và cả đầu nó không có tí vết máu nào hết. Anh xin lỗi. Gặp lại sau nhé. Ôi mày bị điên à. Ok, Takeru mọi người đều yêu em mọi lúc mọi nơi. Được, được, được. Chúng ta phải tiếp tục sống. Ok, dắt thằng nhỏ kia về nhà rồi. Chúng ta sẽ sống tốt nhất có thể cho một tương lai không có Takeru. Chúng ta vẫn tò mò tiếng bọn gà nó từ đâu ra. Không lẽ bọn con người là đẻ ra gà. Kotek chan đâu rồi? Mẹ Kotek. Thì mình nói thế, nhưng nếu Kotek chan thực sự đang trốn thì tìm cái quân gì được. Đồn cảnh sát ở trong đây không? Này, chỉ là một tên cảnh sát kỳ quặc 19 tuổi thôi. Ồ, mất mẹ chân rồi. Anh có sao không? Chú mày bị mù à? À, có vẻ Kotek chan không ở đây. Ôi, con gà tới anh em ạ, con gà tới. Nơi này có cửa sau không? Xin lỗi, bây giờ tôi phải tìm một đứa nhóc. Vậy sao? Hey, hiểu rồi. Nó dùng cái đó 2 tỷ con gà sẽ bu lại xung quanh đây. Im mẹ mày đi. Đứa trẻ tôi cần tìm con gà đang ở gần đây. Kệ mẹ nó chứ. Vãi cả Lin. What the fuck man. Cũng giết cảnh sát luôn ạ. Mình biết là mình vừa giết người, nhưng thời thế thay đổi rồi, nên mình cũng phải thay đổi để bảo vệ tất cả mọi người. Đi thằng men phụ mẹ. Thề thằng men phụ nó biến chuyển tâm lý hay hơn là thằng Lin men chín. Men chín. Thề. Tóm tắt chuyện cho em ạ. Kiểu một ngày đẹp trời tất cả mọi người lớn biến thành gà hết, còn đám con nít đéo bị biến thành gà em ạ. Ok. Hết. Ồ, con gà thấy rồi. Juni em ở đây này, mau đi tìm em đi. Mình rất thích chơi chúng tìm. Kể cả mình luôn được tìm ra cuối, con sẵn sàng rồi cho dù mẹ sẽ không bao giờ tìm mình. Ờ, đi mẹ cảm động đấy. Vì mình biết đâu Yosuke rồi. Ôi gà kia, ôi trời ơi, đàn nó dí theo. Juni sẽ luôn cười à, khi anh ấy tìm được mình. Chúng ta về nào. Mẹ, mình biết rồi đó. Yeah. Ok, may quá ở đây không có gà. Aki mọi người đều ở nhà rồi. Torani dừng lại. Chuyện gì vậy? Ôi, này có súng. Torani chú làm gì thế? Đừng có chỉ thứ đó vào tôi. Thật bất lịch sự. Ôi đi mẹ gái. Waifu. Con nhỏ này nhỏ nào ấy nhở? Tôi không thể tin được là cậu có thể làm như vậy với người đã cứu lấy người thân của cậu. Tôi nên dừng lại đi mà. Tôi là người đã cứu bọn chúng lúc trên đường quay lại đây. Cô tên gì? Khi cậu hỏi tên một ai đó thì trước hết cậu phải giới thiệu bản thân mình trước. Tora. Mẹ thằng Lin này bắt đầu lạnh nhạt vãi Lin luôn. Lin này bắt đầu lạnh nhạt vãi cả đái. Suke. Yusuke 5 tuổi. Ôi thằng nhóc là cũng tự giới thiệu. Tôi là Yamato Huduin. Ok. 19 tuổi, lớn nhất trong số bọn các cậu. 19 tuổi mà xạo Lin. Cái tính cách của thằng bên phụ này nó biến đổi theo cái chiều hướng lạ con. Tôi cảm ơn vì cô đã cứu được Aki và bọn nhóc, nhưng có lẽ cô cũng nên rời khỏi đây ngay bây giờ được rồi. Cho dù nó có là súng giả thì tôi cũng không thích vì cậu cứ chỉ nó vào tôi như thế. Đây là hàng thật hử? Ở Nhật không thể nào có việc đứa trẻ lại có thể mang súng bên mình được. Cô đang tấu hài hả?
tôi lại lấy nó của cảnh sát. À, cái vẻ mặt buồn cười là sao? Ôi con này waifu thiệt anh em ạ. À, ai mà tin được một tên nhóc như cậu nói chứ hả? Vậy tại sao cô lại giơ tay lên? Tôi đi, anh đang làm cái đéo gì vậy? Em vẫn chưa nhận thức được ở bên ngoài rất nguy hiểm sao? Mà chúng ta đã sắp chết khi phải đối mặt với tình nghiện lúc trước. Nếu mà người bên ngoài đã có cứu chúng ta vậy, cũng không nên phải chĩa súng vào họ như thế chứ. Khi rơi vào tình huống sống còn, chỉ có giết. Ôi, cụ mặt lạnh vãi liền. Em biết mình đang nói cái gì không đấy? Một ngày đó chúng ta đều sẽ bị giết. Nếu thế em nghĩ mình làm như thế này là đúng. Dù tôi có làm hay không thì cũng đéo liên quan. Bởi vì tôi sẽ bảo vệ tất cả bọn chúng, cho dù có thành người xấu. Yosuke, em sao vậy? Tránh ra! Đừng có mà di chuyển, cô nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Đích mẹ thằng Liên này nổ súng thật. Tôi là học sinh ngành y, dĩ nhiên tôi có thể đến giúp em mấy rồi. Cụ mày bắn xịt. Mẹ giờ mà con waifu có sẹo mẹ ơi. Tôi biết một bệnh viện ở gần đây, tôi sẽ đến đó lấy thuốc. Nhưng tôi cần người hỗ trợ. Hai cậu đi theo tôi. Tôi sẽ mang thuốc cho nhóc ấy. Em không còn đau nữa, mọi thứ ổn cả mẹ thôi ạ. Mọi người đừng đi ra ngoài. Em nói cho mẹ rồi. Em thật khờ. Em bị bệnh, nếu bọn chị không tìm thuốc em sẽ chỉ có cái kết là ở đây chờ chết mà thôi. Em sẽ không lừa được tụi chị đâu, hiểu chưa? Có nhưng chị ghét em thật rồi đấy. Rất ngầu nha. Những lúc như thế này trông em rất là manly. Vậy em thật sự cảm thấy đau ư? Em đau. Cậu ông định bắn tôi rồi đó chứ? Không, anh sẽ bắn vào trong em. Mang theo Yosuke rồi. Let's go. Đi xuống một cầu thang này mau. Ôi, có nhiều cầu thang xuất hiện thế à? Đệt, ở đây cũng có gà, qua bên kia. Nhanh lên. Chúng nó bị kẹt rồi. Đằng này cũng có gà. Làm gì bây giờ, chạy ngược lên trên à? Không, làm vậy sẽ hết đường thoát. Du, nhảy sang tòa nhà bên cạnh sao? Ôi, nhảy sang à? Được, vậy chú đi trước đi. Mình chính khôn. Mình chính đúng khôn luôn. Ok, tiếp đấy là cô Yamato. Không, hả? Nói thằng Mên Chính nó khôn nhá. Ê, cậu đi trước đi. Ok, tao sẽ nhảy. Ê, cô đi trước đi, tao nhảy cuối cùng. Tôi sợ lỗi ca nên không làm vậy được. Tôi sẽ tìm lỗi khác, các cậu cứ đi trước đi. Nhận lên cho nó tới, có mẹ nó chứ. Thuốc trị viêm dạ dày ở ngăn 2 trong phòng chứa tầng 3. Nhớ đi, mau lên. Biết thuốc ở đâu rồi nên mặc kệ tôi đi chứ. Tôi không thích hai thằng ngốc. Nhưng tôi muốn cứu Yosuke. Du, mau lên, anh làm gì vậy? Phắn mà quên tôi luôn đi. Chết tiệt, sắp tới số rồi sao? Nhưng không thể tin mọi thứ lại kết thúc như thế này. Con xin lỗi bố ơi, nhưng con vẫn muốn gặp bố một lần nữa. Gà bay. Lại phi đội gà bay nữa. Ôi ôi, gà bay mà. Đi thôi, đứng dậy mau lên. Ôi, lại cua được em waifu rồi. Cậu bị ngu à? Hả? Tôi đã cho cậu biết thuốc ở đâu nên cậu đâu cần tôi đi cùng nữa. Đồng ý sao lại bác theo bà tướng này chi nữa? Tôi không nói chuyện với cậu. Tại sao lại cứu tôi? Muốn cứu người là bình thường mà, có làm nhảm cái đéo đấy. Cậu muốn cứu dù ghét người lớn sao? Chính vì tôi ghét người lớn nên tôi muốn cứu những người khác. Tôi không hiểu lắm nhưng đúng là cậu đã cứu tôi. Cảm ơn nhiều. Ôi waifu. Waifu du lép quá. Nhanh tới bệnh viện nào. Có vẻ bên trong không có bọn cục tác. Yosuke, chúng ta gần tới rồi, cố lên. Thằng nhỏ nó chỉ bị lép. Đừng im. Thôi chết mẹ rồi. Đây là lâu đài của bọn tôi. Ui, phải cứt xăm đầy mình ạ. Ok, đây là đại bản doanh của bọn tôi. Vì mấy người đã xâm nhập trái phép, mấy người buộc phải bỏ lại mọi đồ đạc. Đứa bé này bị bệnh, xin hãy cho chúng tôi thuốc. Tôi hiểu, khó cho cậu quá. Nhìn nó đi, nó cần thuốc ngay bây giờ. Không được, nơi này là của bọn tôi. Chúng tôi là một gia đình. Và đồ tốt phải được ưu tiên cho gia đình. Ồ, nói xong chưa? Ơi, súng kia có phải đồ thật không? Một cậu Niu Nambu, cậu là cảnh sát à? Đây không phải là cớm nhưng cũng chẳng phải là người tốt. Bóp cò không khó đâu. Ồ, không muốn ăn kẹo đồng thì đưa thuốc đây. Ăn mắt được đấy, hay lắm, thích thì cứ bắn đi. Nhưng cũng nên nghĩ xa hơn nữa, gia đình chúng tôi có khoảng 200 người. Cậu có thể giết tôi và chống lại tất cả không? Tôi đảm bảo là không thích phiền phức. Để cậu xuống lại được về nhà đi. Chọn nhầm người để dọa rồi. Má, thằng này ngon, này cứng. Tôi ra chú giữ Yosuke một lúc. Ê đứng yên, câm mồm. Yosuke đã phải chịu được, bố mày sẽ đi lấy thuốc. Thuốc đéo phải của mày, đừng đéo cả được tao đâu. Mày ơi, Tatsunini Tempei sao em lại? Ôi, ôi con gà, ôi thôi sao mẹ rồi. Ôi, gà đi cô. Con này bắt được, thằng Minh chính bắt được con gà trước. Giết con gà đừng để nó vào trong. Ủa con gà đeo cái vòng chân, đó là bố. Hãy làm bác sĩ dám hy sinh mọi thứ để cứu tất cả những người mà con có thể. Ok, nếu con làm được vậy thì con sẽ trở thành bác sĩ vĩ đại hơn cả bao nhiêu, cảm ơn tôi. Ok, papa, cảm ơn mọi người. Bang, ngon. Vậy là con gà đó là ngõm cụ đẻo. Được, cảm ơn. Chị đã cứu Tora và Yosuke. Không có gì. Thằng bé ổn định rồi, nghĩ thêm chút nữa là khỏe re. Thật sao, tốt quá.
Tôi bởi công tin vào mắt mình đấy. Chắc vậy. Ai mà nghĩ nơi này nhiều trẻ con thế chứ. Ôi, hầu hết đều là em của mọi người. Và có vài chiến hữu chúng tôi phải hy sinh để bảo vệ lũ nhóc. Hiểu rồi. Và thủ lĩnh quyết định nhận trông coi cả đám. Ôi ngầu. Ok, ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Mà chị, mà sao chị không ở lại kia nhỉ? Happy birthday to you, happy birthday to you. Oh, ok, chị Yamato đáng yêu. Sao lại, mai là sinh nhật chị đúng không? Tôi thấy nó ghi trên vòng cổ của bố chị. Bị ngốc hay sao mà sinh nhật lúc này? Không lúc này thì lúc nào? Ôi, được, thằng bên chính được. Máy chính thuộc tán gái quá hay. À, cảm ơn chị đã cứu bọn em. Ê, bà chị khóc đấy à? Phải, tôi đã khóc đấy, thì sao nào? Sao chị có mỗi người lớn biến thành gà nhỉ? Sao ta biết được? Chúng ta thành người lớn ở tuổi 20 nhỉ? À, Nhật Bản quy định độ tuổi trưởng thành là 20 chứ không phải là 18. Quan trọng hơn là cậu rất quan tâm bọn nhóc. Vậy nên tôi nghĩ cậu cần phải thay đổi suy nghĩ về người lớn. Nhìn bọn trẻ xem chúng sẽ học theo cậu, tức là cũng sẽ ghét người lớn giống cậu luôn. Vậy chúng sẽ nghĩ gì khi cậu lớn lên? Bao nhiêu điều tốt đẹp học từ cậu cũng sẽ biến mất. Do đó các suy nghĩ của cậu về người lớn, hãy thay đổi nó đi, đừng để sau này nuối tiếc. Cậu có thể làm được, tôi tin là thế. Được rồi, tôi sẽ cố. Nhanh tuổi nén đi. Ok, chúc mừng tuổi 20. Cảm ơn mọi thứ chị đã làm cho bọn tôi. Tôi mừng vì vẫn có được một sinh nhật vui như thế này. Oh shit. Fuck man. Fuck. Damn. Cụ ơi, vãi cả lên ạ. Đéo tin được. Chị là một người rất tốt, chúng ta đều biết điều đó. Vậy tại sao chị lại... Con nhỏ bị bắn rồi. Yamato tại sao biến thành gà? Nói chung bây giờ má người gầy như nghiện vếp liên tục. Tôi chả biết gì hơn, khuyên ông được mẹ gì. Tôi đố mấy ông là bây giờ tôi béo hơn hay gầy hơn. Bây giờ ông sẽ tìm lại những video cũ của tôi, là ông thấy tôi béo hơn hay là gầy hơn bây giờ. Lạ dần, ok, lạ dần thì đó là một vấn đề bình thường thôi ba. Béo, bây giờ tôi béo vãi cả liền luôn á. Ông sẽ tìm lại những video cũ ngày trước. Yo man, những video mà thời chưa bao giờ hút con mẹ gì cả. Chỉ ăn với chơi game thôi à, tôi đâu muốn làm mẹ gì á, tôi béo phải liền. Mấy ông cũng muốn coi cái bụng không? Giờ coi cái bụng thì nó thuộc cái tầm mà... Nó có thể lượng được rồi á ba. Nó có thể làm lặng, lượng sóng được rồi á ba. Thôi mẹ ơi. Oh fuck. Một múi á. Tôi bước được đống mỡ ra á ba. Ước gì đống mỡ tôi có thể lên tay của tôi. Mà chắc là do ngồi nhiều quá nên đống mỡ tôi nó tập trung hết xuống dưới bụng. Chết thiệt. Nhưng mà nghe nói con gái thích ôm những con đứa con trai bụng bự. Cũng bự vừa thôi ba, thì đúng rồi. Đúng rồi, bự vừa thôi.